Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi đường link Facebook thành tên của mình, tên ai đó hoặc những tên gì mình thích để cho cái Facebook của bạn nhìn nó sống động hơn. Đầu tiên bạn vào phần Facebook cho mình. Đó, mình vào phần Facebook, sau bạn vào phần trang cá nhân. Xong bạn thấy chị chỉnh sửa trang cá nhân, kế bên có dấu ba chấm. Bạn bấm vào dấu ba chấm cho mình, đó dấu ba chấm. Đó, vào chân trang cá nhân. Bạn chỉ quan tâm đến hàng cuối cùng liên kết đến trang cá nhân của bạn. Bạn quan tâm đến hàng này thôi. Bấm chữ sao chép liên kết cho mình. Đó, sao chép. Bạn vào phần Safari. Đó, mình đã giờ bấm vào phần này nè. Đó, hàng cuối cùng á, bấm chữ dán và đi cho mình. Đó, dán và đi. Nó sẽ liên kết đến trang cá nhân của bạn. Giờ cái này là trang web dành cho điện thoại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển qua máy tính mới sử dụng được cái này, các bạn mới đổi tên được các bạn. Thấy chữ A lớn A nhỏ ngay chữ Facebook không? Bấm vào cho mình. Đó A nè, bấm vào cho mình. Yêu cầu trang web cho máy tính, bạn bấm vào cho mình. Đó thôi. Thì bạn chữ ra. Đó, mình chỉ làm hướng dẫn bạn. Rồi bạn vào phần sao chép liên kết nè. Bạn vào phần sao Safari. Bấm lại cái phần dán và đi, nó sẽ hiện ra thôi các bạn. Đó, dán và đi. Đó, bạn thấy dấu mũi tên nè. Bấm góc phải á. Góc phải có dấu mũi tên nè. Đó, dấu mũi tên bấm xuống, bấm vào cho mình. Giờ bấm cài đặt quyền riêng tư cho mình. Đó, bấm thêm chữ cài đặt. Đó thấy không? Bạn thấy chữ chung không? Bấm chữ chung cho mình. Đó, bạn kéo qua. Đó thấy không? Kéo qua. Đó, bạn kéo qua phần chỉnh sửa nè. Đó, kéo qua bấm chữ chỉnh sửa cho mình. Đó thấy không? Tên cuối, tên người dùng cuối của mình là kali.canduot. Bây giờ mình sẽ đổi thành tên Hùng nè. Đó thấy không? Nè, nó xóa phần trên kia thấy không? Nó xóa, 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 xóa. Chỉ còn cái phần facebook.com.uname là cái tên mình đặt. Vô để tên Hùng. Còn đi, đó, bấm vào. Đó, không cần nó. 1 12 đi, bấm chữ xong cho mình. Đó, giờ bấm chữ lưu và thay đổi. Đó. Đó thôi, chưa lưu thay đổi. Đó xong. Giờ bấm vào phần Facebook cho mình nè. Đó. Giờ bạn sẽ quay nó đó thấy không? Đó, nó đổi thành chữ Hùng Cò No 12 thấy không? Giờ thấy không? Rất đơn giản nha, chúc các bạn thành công.